quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đới gió đông nam sau hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ngày mai 17 tháng 7, khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến cả đợt từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Mưa cũng diễn ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa vào Quảng Bình. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa trên 200 mm. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi trời ít mưa hơn, ngày có nắng, đến chiều và tối có thể đón mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra cả hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các khu vực có mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại nơi trũng thấp. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Tây Nguyên ngày mai cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Nam Bộ ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Dự báo sang đến ngày thứ Sáu tuần này, mưa lớn giảm dần ở khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên biển, ngày mai 17 tháng 7, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Biển động, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển còn kéo dài trong những ngày tới. Ngày mai, khu vực tỉnh Quảng Bình, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nền nhiệt cao nhất dao động trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ khép lại bản tin này.